Này là cái con gì vậy? Chắc là con kỳ lân rồi. Ủa, con này cũng đẹp mà. Đậu xanh. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con game đó là Nghịch Thủy Hàn. Hiện tại thì game này đang là free GM nha. GM nạp Kim Nguyên Bảo thôi nhưng mà full VIP, full này nọ. Giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký ha. Ở trên là bát, còn ở lòng trên là tên đăng nhập. Tên đăng nhập này là các bạn đặt sao cho dễ nhớ, đặng chút chúng ta lấy cái tên đăng nhập này chúng ta vô nạp GM nha. Ok nha các bạn. Đó, ở đây chúng ta có 4 lát như vậy. Mở tiếng lên. Chơi này đi. Server hiện tại thì mình đang quay clip vào buổi sáng nên nó cũng không có lắc cho lắm. Chúng ta chạy nhiệm vụ một chút nha. Cái này các bạn có thể treo là nó cũng tự chạy nhiệm vụ cho các bạn nha. Một số là nó không có chạy được thôi nhưng đa phần là nó chạy được. Bạn chạy nhiệm vụ cho nó lên một chút nữa nha các bạn. Và bây giờ nó chưa có mở tính năng gì nhiều hết. Con này nhìn giống như con phái cùng lưng đó các bạn. Ở Việt Nam hôm bữa có một cái bản nó cũng Việt hóa một chút, khoảng được 70-80% gì ấy, nhưng mà mình thấy không ok nên mình không có review cho các bạn. Mình nghĩ hàng này là phái cung luân nè, đánh là ra xét rồi ra bảo. Thank you.
Đó, có một con ngựa. Đủ giờ qua kết băng luôn nè các bạn. Đó, bây giờ là chúng ta có thể mở này là không có nạp được rồi. Bây giờ là chúng ta nạp kim cương ha. Hiện tại là chúng ta thấy là được cái vàng kim nguyên bảo không khóa là được không ha. Đó, ở đây là VIP, đang là VIP không ha. Bây giờ chúng ta nạp ấy nhau. Đây là cái bảng mà để nạp nè. Ngựa chạy riết. Đó. Chúng mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả. Đó, đây là cái tên đăng nhập nãy các bạn, cả nhà yêu đúng không? Chọn maximum luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây, nó hiện lên là chúng ta đã nạp thành công, ở đây là hiện nạp thành công nè. Đó. Đây. Cứ như vậy mà các bạn nạp 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 ha. Full là chúng ta được lên VIP 12 hay bao nhiêu á đó. Ở đây coi, chúng ta có con ngựa nè, con mèo nè, con lừa nè, con báo nè, đó, gấu trúc nè. Đây, ở đây hồi tối mình có chơi một con ha, để test cho các bạn. Thì đó, mình thâu gm cho nó lên được khoảng 26 triệu kim cương gì đó. Đây. Bảy rồi nè, không phải đâu rồi, đây nè, 26 vạn hay cái gì á. Đó, lên được VIP 10 ha, làm biến lên nữa quá, thì mình không có thâu nữa, chứ nếu mà thâu nữa vẫn được bình thường. Giờ nhận full VIP ha. Ở đây không có VIP không, nãy có VIP không mà chắc nhận rồi hay gì. Đó, bộ đồ nhìn trong lịch lãm không. Đây con ngựa này là cái con gì vậy, chắc là con kỳ lân rồi. Ủa, con này cũng đẹp mà, đậu xanh. Con này có một sừng à, có cánh nữa nè. Ừ, con rùa kim quy nè. Mà nhìn mặt, nhìn mặt với cái đuôi thì giống con rồng quá à. Con này không biết con gì luôn. Con này con sư tử nè. Con này con linh dương hay con hươu gì đó. Con này là con ngựa một sừng. Con này là con gấu trúc.
mấy con nhỏ hỏi tính đó. Chừng nào mới mở được này ta? Tiền nhiều lắm các bạn, để cho nó cộng lên 6 sao, 7 sao vậy đi. 7 sao chứ. Ờ 7 sao. Đù một lần lên vậy lên cấp dữ bây. Nó lên 7 sao rồi lên gì nữa đây? Để coi coi. Mát rồi. Mở này chứ. Chứ mở chưa được ta. Bó tay. Mình không có rành cái game này làm cho lắm nha. Rồi đi chạy test một vòng coi nè. Con này là thuộc dạng là đi tát hay gì á. Một trăm mới lên được hả? Đâu, ở đây có đồ nè. Dứt liền sợ gì? Ủa sao nó không cho quay? À quay rồi nè, đang quay. Đồ. Dứt liền sợ gì? Chừng nào lụm được hai món ở trong là ok rồi, lụm được rồi. Cái kỳ vậy. Hình như cái vỏ nó đầy rồi. À cái này là đổi mấy cái trang bị ấy nè. Được được được, ok ok. Thôi giới thiệu đến các bạn tới đây thôi. Các bạn nhớ like, share và đừng quên comment cho em biết ý kiến. Và đừng quên bấm vào cái nút đăng ký ở dưới cái phần ở dưới nha, để ủng hộ kênh của mình nha. Dưới video. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.